Hôm nay Điện Xe Máy Phan Thiết xin giới thiệu cho anh em video demo mạch chớp stop F1 8 chế độ ở trên chiếc Winner sử dụng bóng zin nha. Rồi mặc định nha, mặc định khi bật đèn mây lên thì lên đèn nha. Tắt đèn mây thì tắt nha, bỏ phanh. Mặc định khi sản phẩm ra xuất xưởng ra là sẽ cài sẵn chế độ chớp F1 nha, có đèn mây chớp F1. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổi kiểu. Đổi kiểu là mình hãy để đèn mây sáng và tiến hành nhấp phanh 5-6 cái trong vòng 3-4 giây. Khoảng 4 giây là chính xác nhất thì nó sẽ chuyển kiểu nha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là đèn đã được chuyển qua kiểu khác, cái này là kiểu chớp nhanh. Rồi tiếp tục chuyển kiểu, kiểu này thì kiểu chớp chớp ít thôi nhưng mà nó nháy rất là nhanh. Đâu, này mình hay gọi là kiểu SOS. Rồi tiếp tục đổi kiểu. Rồi đây là kiểu chớp chậm nha. Rồi tiếp tục. Rồi cái kiểu này là nó sẽ chớp nhanh, rồi nó chớp chậm và nó đứng. Đây nó đứng này thì giúp cho anh em khi nào để quên thắng hay là rà thắng vào chỗ đèn xanh đèn đỏ thì tránh làm nhức mắt người ở phía sau. Rồi tiếp tục lại cái nha. Rồi đổi kiểu tiếp. Kiểu này thì nó chớp F1, sau nó chớp chậm và nó dần đứng hẳn. Rồi tiếp tục. Kiểu này thì là đơn giản thôi, là nó sẽ chớp liên tục và đứng. Chớp liên tục và đứng. Nếu để lâu là nó sẽ đứng. Chớp liên tục, để lâu đứng. Rồi tiếp tục kiểu cuối cùng. Kiểu cùng thì nó sẽ chớp F1 và xong đó là sau 3-4 lần chớp là nó sẽ đứng. Lại nha, F1 và giữ liên tục thì nó sẽ đứng nha, không có chớp nữa. Rồi đây. Rồi khi là tắt đèn mây thì chúng ta bấm đó. Rồi ok, cái này là do bấm đèn dây tóc nên cái quán tính nó hơi cao, thành ra là cái độ sáng của nó lúc mà nó nháy nó sẽ không được ok lắm so với lại bóng zin led, nó không được dứt khoát. Còn ở đây là cái bộ mạch của mình ha. Bộ mạch của mình sau khi mà mình đã đốt chống nước hoàn thiện nha, anh em sẽ thấy nha. Đốt chống nước hoàn thiện nha. Rồi được làm rắc đầy đủ này, lắp đặt vào xong. Khi nào chúng ta không thích đi nữa, chúng ta gỡ cái rắc này ra, cắm vào cái rắc zin rắc dưới này sẽ về zin lại bình thường. Rồi bộ mạch này chống nước đàng hoàng đầy đủ, bao chọi luôn, thoải mái. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi.